Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Xin mời em sẽ cùng chọn lại, hoặc là mình sẽ chọn mới. Nếu như em cảm thấy qua cuộc trò chuyện vừa rồi á, chàng trai nào hợp năng lượng với mình hơn, chúng ta có thể quay xe. Hay rồi, quay xe. Hai, quay xe. À, sao em cười? Rồi, một nụ cười rất dễ thương và uy tín nha. Còn bây giờ sẽ là cơ hội để tỏ tình ngược dành cho các chàng trai, nếu cảm thấy ô, đây chính là định mệnh, đây chính là chân ái và cô gái dễ thương với rất nhiều những tiêu chuẩn mà mình đang tìm kiếm, đừng ngần ngại, trong vòng 10 giây hãy ấn nút chọn nhé. Và thời gian tỏ tình ngược cùng với Thảo Trang bắt đầu. 10. Được anh, bấm luôn đi. 9. Tuột mất cơ hội là khóc đấy. Lại từng khóc nha. 8. Dũng cảm lên anh trai à. 7. Em, bạn ấy cứ nhìn em hồi hộp quá. 6. Bấm đi. 5. Bây giờ chủ động lên. 4. Chủ động lên các bạn ơi. 3. Thôi sợ rớt lắm. 2. Em biết rớt rồi nên là em không bấm. 1. 2. 3. Nó chưa hết giờ đâu rồi. Ê bạn cười gì vậy ta? Ê, cười hoài. Điều này có trong suy nghĩ của em không? Rằng những chiếc đèn sẽ không sáng. Em cũng có suy nghĩ thế chứ ạ. Và tất cả các bạn chắc chắn cũng đã có quan điểm của riêng mình. Vậy thì bây giờ còn đợi gì nữa? Chúng ta sẽ cùng đến với bí mật mà Thảo Trang đang muốn bật mí. Đó là phần tỏ tình. Ngày hôm nay em đến đây thì em muốn mang một bí ẩn được để trong các mật thư. Em mời tất cả các anh chị mở mật thư ra trừ anh Ngô Tít ạ. Rồi. Rồi. Vừa yeah. Đúc, vừa đúc cái tay vô. Nè, mọi người biết tại sao rồi không? Là trượt rồi đó. Thôi, quay vào ô mất lượt rồi. Quay vào ô mất lượt rồi Tít ơi. Thế là hôm nay trúng số à? 33 tháng 6 38866. Rất nhiều số. Rất nhiều số. Để em gợi ý cho mọi người ạ. Anh Otis mở phong bì thư của mình đi ạ. À, đây là cái gọi là tôi sổ số nè mọi người. Teo 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 teo. Biết ngay mà. Wow. Một chiếc điện thoại. À, chắc là ấn phím trên điện thoại là ra chữ hả, đúng không? À, phím trên điện thoại. Dạ đúng ạ. Bấm hết tất cả các số ở đây. Ừ, bấm theo thứ tự chắc ai, vậy quá. Ai đúng thì là tỏ tình người đấy, nhưng mà chắc không phải nữ đâu, chỉ có số nam thôi. Gì hả? Anh biết bấm không? Nhưng mà phải tổng hợp hết số. Bây giờ bấm sao? 44 là hát nè. 66. À không, cái đấy là viết trong tin nhắn nè. Ê, cái màn tỏ tình mà tốn nhiều chất xám. Nhưng mà quay nu đây. Anh hứa cái của anh là sao? Của em nhưng bị ngược. Ờ. Thì là thế này. 44 này, anh cái của em là nha này. Tí nữa mình ghép lại hiểu không mọi người? 4. Anh Sang. Ui, anh Sang. Ui, anh Sang anh tiếp này, đấy là em này. 6. 6. Đó đó đó. 6. Ui, anh Sang nhà em. Anh Sang nhà em. Anh Sang nhà em. Bên kia. Đây. Anh Sang nhà em để ăn cơm nhé. Đây là chữ nhé rồi, nhé này. Ờ. Đúng. Đọc được không? Dùng. Xong rồi. Đến chị Phi Linh. Thư gì cả? Ăn cơm người yêu đâu nữa. Rồi. Anh Sang nhà em dùng bữa nhé. Uầy. Cái này hay phết hả? Mọi người giải được rồi đúng không ạ? Anh Sang nhà em dùng bữa nhé. Đúng rồi. Anh Sang nhà. Mời anh Sang nhà em. Khoan, bữa cơm nhé. Bữa cơm nhé. Đúng rồi, nhưng mà thiếu tên của cái tên người được mời bấm sang điện thoại cơm. Nè. Ôi. Không lẽ là dễ vậy ta? Chị bật mí đi chị Hương. Thôi cho anh Hương xem số Hương đi. 3 số 6. 1, 3, 2, 3 số 6. 1 chữ 8, 1 số 8. Số 8. 3 số 4. 1, 2, 3 Anh còn bấm làm gì nữa? Anh còn bấm làm gì nữa? Về này. Anh còn Otis à. Bóng bay. Lên, lên, lên. Bay lên luôn.
Thôi, ok rồi. Mời anh sang nhà em dùng bữa nhé. Ô tít. Chúc mừng ô tít. Lên kia anh bay xuống. Lên kia anh bay xuống. Em rất thích những người hát bolero luôn á. Chàng trai mà em thích thì cũng hay hát. Đứng sang này đi. Góc mặt bên đấy của anh đẹp hơn hả? Đúng rồi. Anh có nghĩ là hôm nay em đến vì anh không lúc đầu á? Thật sự là tại vì chương trình có nói là có một bạn nữ sẽ có một bạn nữ viết thư cho anh. Chương trình gửi thư gửi tin nhắn qua fanpage và thì đến giờ phút này thì anh vẫn mong đó là em. Vì... anh mong đó là em à? Vâng vâng, thì vì vì khi mà anh đọc cái tin nhắn đó anh cảm thấy rất là xúc động và mong chờ rất là nhiều. Thiệt ra thì anh ngồi ở đây không biết là số này số thứ mấy rồi ta, nhưng mà kiểu trải qua từng số khi mà anh biết được cái tin qua cái tin nhắn đó và những cái lá thư đó, anh đã rất mong chờ qua từng số luôn. Nhưng mà chắc anh nghĩ đó là em. Tuyệt vời. Nếu như không phải em thì còn ai khác nữa. Bạn có phải là người viết thư cho mình không? Dạ không. Nếu như không phải em thì còn ai khác nữa. Là em đây. Thì là em đây. Em à. Wow. Con chăm cho gì. Mời anh vào nhà em. Mời anh vào nhà em hả? Có ba mẹ em ở nhà không? Dạ không, bố mẹ đi vắng. Ok. Nhanh chân thôi. Bà thôi. Tranh thủ. Anh thấy nhà em như thế nào? Anh thấy nhà em giống cảnh tượng hồi anh ở dưới quê. Lúc mà anh còn sống với ông ngoại bà ngoại anh á. Cảm thấy nó đơn sơ vậy nè. Nhà anh cũng đơn sơ vậy lắm khi mà anh còn nhỏ. Thực ra thì đây là ngôi nhà thời xưa kiểu thập niên 90. Hôm nay cái bối cảnh này thì em muốn chúng ta quay trở lại thời xưa. Như em đã nói thì em chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ, không, kinh nghiệm yêu đương của em là con số 0. Thì em nghĩ là cái tình cảm em dành cho anh á, nó cũng giản dị như thời xưa vậy á. Cái thời mà không có các công nghệ hiện đại, không có khu vui chơi giải trí. Mà kiểu ông bà mình dành cho nhau tình cảm chân phương nhất thôi. Thì cũng giống như tình cảm em dành cho anh như vậy. Nhưng mà anh vẫn luôn thắc mắc tại vì sao một cô gái như em năm nay là cũng 21 tuổi rồi, cũng không phải là một cái độ tuổi gọi là quá nhỏ cũng không phải mà quá lớn cũng không phải, mà để nói chưa từng yêu ai và chưa từng quen ai luôn thì anh vẫn cảm thấy rất là khó tin với anh. Cái chuyện này anh chưa từng nghĩ ra nó sẽ xảy đến trong thời khắc này. Anh không thể tin được.
mà nếu như đó là điều thật sự thì anh cảm giác rất may mắn. Anh cảm giác rất may mắn. Đó là điều thật sự. Nhưng mà tại sao em lại thích anh? Có nghĩa là em đã biết anh khi nào? Thực ra thì em với anh kết bạn Facebook với nhau cũng lâu rồi. Nhưng mà chỉ gọi là bạn bè lai dạo trên mạng thôi. Thì khoảng thời gian hơn một năm trước thì em có đi chụp hình ở dưới chân một chung cư. Thì tình cờ lúc đó thì anh đi qua, anh đeo khẩu trang và mặc đồ gym chắc mới đi tập về. Em nghĩ là vậy. Thì bình thường thì em là một người rất là ít khi mà để ý ai á. Nhưng mà hôm đấy kiểu em quay ra khi mà chạm vào ánh mắt anh thì em đã bị trúng tia sét ái tình với anh ngay lúc đó. Mặc dù anh đeo khẩu trang, em không hề là biết là anh luôn. Thì em biết em đã làm gì không? Lúc đó em đã làm cái gì? Em đã nghĩ là em đã nghĩ là nhà anh ở đó nên là anh nhớ rồi, tại vì có một khoảng thời gian anh hay qua chung cư bên chỗ thầy anh để anh tập. Vào một buổi chiều thì thầy anh hay dạy ở chung cư, để anh nhớ là chung cư hình như ở Goldview. Đúng rồi, anh hay đi tập ở đó lắm. Thì lúc đó em đã nghĩ anh ở đó nên là em đã tìm đủ mọi cách, kiếm cớ để qua bên đó chụp hình cà phê hay là đi chơi với bạn bè. Thì em cũng thường rủ mọi người qua đó để xem nhỡ đâu mình có hy vọng là sẽ có duyên với anh thì sẽ có thể gặp lại anh. Thì đến ngày thứ bảy em qua đó thì em đã nhìn thấy anh thật sự luôn. Thì trong một phút chốc thì anh có gỡ khẩu trang ra thì em kiểu bất ngờ lắm, hóa ra là Otis. Bởi vì em biết anh trên mạng rồi. Xong lúc đó thì em cũng có gật đầu chào anh và cũng được anh chào lại. Anh có chào lại hả? Sao anh không nhớ vậy ta? Ý là anh có chào lại với em hả? Anh xin lỗi nha, anh không có. Chắc là cũng lâu rồi ha, chắc cũng lâu rồi cho nên anh không có nhớ những cái điều đó. Không sao. Thì sau khi mà gặp anh thì em đã xem anh qua chương trình. Thì em cảm nhận anh là một người sống rất là tình cảm, chân thành, ân cần với các bạn nữ. Và nói chung em cảm nhận anh là một người rất là mát. Ngon quá. Anh có biết tại sao cái khung cảnh này lại là ngày Tết không? Ồ, đây là khung cảnh ngày Tết hả? Vâng ạ. Quay vào đây mới thấy hết hồn luôn. Tại sao đây là khung cảnh ngày Tết? Tại vì Tết là ngày mà chúng ta sum họp với gia đình, là khoảng thời gian mà gác lại những ưu phiền của cuộc sống để về bên mái nhà ấm áp. Bởi vì đối với em ấy, thì gia đình rất là quan trọng. Cái sự bình yên và ấm áp thực sự là chỉ tìm thấy khi ta bên cạnh gia đình thôi. Còn ngày hôm nay em đã tìm thấy một người ấm áp như gia đình mình ấy. Gì hả? Là anh. Người ta thành đôi rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Anh ăn thử đi. Đây là đồ ăn em tự nấu. Wow. Sáng nay em dậy từ 4 giờ sáng để em đi chợ. Thì không, em nấu thì không. Còn cái bánh này thì là gửi từ quê của nhà em lên.
cái này cũng gửi từ quê này, nhưng mà nấu thì mình phải tự chế biến. À. Vâng. Anh có biết món này món gì không? Món này hả? Ừ. Em nghĩ trong này chắc không có, hoặc là có không anh? Anh không biết, anh ăn thử nha. Anh xin phép ăn thử nha. Cái món này quen lắm, như nó là... Nó là gì? Anh không biết món này, nhưng mà anh rất là thích cái vị, nó rất là cay, nồng. Cay hả? Ừ. Anh ăn được cay không? Anh ăn được cay. Cái này là rau sắn nộ. Rau xá nộ hả? Sắn, à, củ sắn. Sắn nộ. Sắn nộ. Sắn nộm, à, sắn nộm. Rất là ngon. Mà bình thường anh rất là thích ăn cay luôn á. Mà anh rất là thích ăn cay, những cái gì mà cũng có nhiều gia vị. Nhưng mà đợt vừa rồi thì đang bị đau bao tử. Em biết. Xong rồi cũng đang kiêng, nhưng mà hôm nay anh sẽ ăn. Không sao, thế ăn ít thôi nhá, không đau bao tử. Thôi anh sẽ ăn thêm một đũa nữa nha. Anh ăn món khác cũng được. Nhưng mà thấy món này ngon mà. Ngon à? Mấy điểm anh? 9 điểm. 9 điểm. Trên thang bao nhiêu? 10 điểm. Mấy này dưới chắc thèm dữ lắm rồi. Ăn đi ạ, à, không cần phải lo dưới này đâu. Rất là ngon. Cái này mà nhậu là hết sảy luôn á. Ok, anh hai đứa mình uống với nhau ha. Rượu này là rượu gì Trang? Rượu này là rượu một củ. Rượu một củ. Tại sao nó gọi là rượu? Quê em gọi vậy, ông bà em gọi vậy. Nhưng mà nó từ cái củ gì? Em cũng không biết từ củ gì nữa, ông bà gọi vậy thôi à. Uống như có bị sao em không? Em chỉ biết là cái rượu này rất là tốt cho sức khỏe luôn. À gì hả? Khi giờ chúc mừng Trang. Đồ. Vô. Someday you might be a homeowner, you might even play guitar. In the between and all the fun, I'll be by your side. I'll be cause you're a piece of my heart. Whatever you do. Rất là ngon. Bắt tay anh. Bắt tay hả? Ở quê em là uống rượu xong là bắt tay. Đúng rồi, uống rượu xong phải bắt tay. Đây là món cá đi ha. Cá. Anh cũng rất là thích ăn cá. Cá này từ quê em gửi vào đấy anh ạ. Cá hả? Vâng. Thế nào anh? Ngon quá à. Cái này mà chấm với nước mắm chua ngọt lên thì thôi. Hết sảy. Lâu rồi á. Lâu rồi cũng chưa có ai nấu cho anh ăn hết. Thế anh có muốn có người nấu cho anh ăn không? Ừ, có. Anh nghĩ sao khi mà em nấu cho anh ăn? Anh sẽ chịu. Chịu không? Chịu. Nhưng mà em nấu ngon không? Em ơi, em nấu. Nấu thiệt không? Em nấu. Ngon, rất là ngon. Ngon không? Ăn thêm miếng nữa nha. Ừ. In all the good and all that's hard, I love you. Kèm thêm cái này nữa vô là hết sảy luôn à. Lâu hả? Qua lâu rồi mới được ăn ngon như vậy luôn á. Cảm giác rượu này khi uống vào nó có một cái độ nồng và để lại cái vị rất là ngon. Anh rất thích uống rượu. Thế anh mang rượu về uống luôn. Nếu mà được. Thực ra thì uống rượu nhiều thì không tốt, nhưng mà mỗi ngày hoặc vài ngày anh có thể uống một chén không sao cả. Gì hả? Rượu này rất là tốt cho sức khỏe. Ừ. Chắc là em đã tìm hiểu rất là kỹ đúng không? Ừ. Anh cảm ơn em nha.
vì hôm nay đã đến và nấu cho anh đồ ăn rất là ngon. Lâu rồi anh cũng chưa ăn những cái món ngon gì hết. Ngoài mẹ anh ra, mỗi lần lâu lâu thì mẹ anh hay nấu cho anh ăn thôi. Nó nấu cho anh rất là ngon. Cũng lâu rồi chưa ai nấu cho anh ăn ngoài mẹ anh hết. Anh cảm ơn em rất nhiều. Đồ ăn rất là ngon. Anh hôm nay nếu như mà anh ăn trong đây không hết, anh nghĩ anh sẽ gói mang về. Anh nghĩ sao nếu mà yêu một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương? Thật ra thì anh cũng sẽ khá là áp lực. Em cũng chưa từng yêu ai hết. Em cũng chưa từng quen ai hết. Cảm giác nếu như đó, nếu như mình sẽ phải trách nhiệm nhiều hơn bình thường. Tuy là em chưa yêu ai, có thể em sẽ không làm được một người bạn gái tốt nhất, nhưng em sẽ cố gắng để có thể làm một người bạn gái tốt nhất của anh. Anh hiểu cảm giác của em mà. Em chưa từng yêu ai, cũng chưa từng quen ai, mà ngày hôm nay lại đến đây tỏ tình anh ở trên sân khấu này nữa. Anh thật sự rất là bất ngờ và hạnh phúc. Vì anh cảm giác như anh đã chờ đợi. Anh ngồi đây rất là lâu rồi. Anh đã có ý định là dừng lại. Nhưng mà sau khi chương trình gửi thư cho anh và nói là có một bạn nữ đã dành hết những tâm tình, tâm tư, tình cảm trong vòng một năm qua và gửi lá thư đó đến cho anh. Mỗi số trôi qua khi anh ngồi trên đó, anh đều mong ước được rằng là anh sẽ thấy cái người đó xuất hiện. Cũng đã đến lúc số cuối và anh phải... Vì anh cũng đã nói rằng là cho dù ngày hôm nay bạn nữ đó có đến hay không, cho dù như thế nào chăng nữa thì anh cũng sẽ không tham gia chương trình nữa. Nhưng mà khi em xuất hiện và em nói rằng là đó là em, anh cảm thấy rất vui. Thực ra khi mà xem xong tập 57 thì em có thấy anh nói là có lẽ đó sẽ là số cuối cùng của anh. Thì em kiểu rất là cuống quýt, là không còn sợ là sẽ không còn cơ hội để lên đây tỏ tình với anh nữa. Bởi vì thực ra là có nhiều lần em cũng định là sẽ nhắn tin cho anh, nhưng mà cứ tính đi tính lại thì không có đủ can đảm để có thể viết hết những cái dòng đấy ra ở trên Facebook để gửi cho anh. Nhưng khi thấy anh thông báo vậy thì em đã vội vàng đăng ký tỏ tình anh trên chương trình. Nhưng khi mà em đăng ký thì không nhận được phản hồi, nên em nghĩ là chắc do anh rời chương trình rồi nên là cũng không nhận được sự phản hồi nữa. Thế là em mới lấy nick phụ của em để em nhắn tin cho chương trình, hỏi chương trình xem có thể thuyết phục anh ở lại thêm để có thể cho em có thời gian để em lên chương trình tỏ tình anh. Thì sau đó một thời gian thì khi mà em nhắn cho chương trình thì nhắn bằng nick phụ. Nhưng mà khi đăng ký chương trình thì em đăng ký bằng đúng thân tin của mình. Thì chương trình có gọi điện cho em, hỏi em là em có muốn tham gia chương trình và tỏ tình với anh không. Thì em kiểu rất là vui. Vui được một chút thì rất là lo lắng luôn, mà không biết là mình sẽ phải làm thế nào để lên tỏ tình với anh. Những dòng tin nhắn đấy thì anh có đọc rồi đúng không? Ừ, anh đọc rồi. Đây, mời anh đọc lá thư đầu tiên nhé. Nhất định một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh. Lá thư thứ hai là: nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé.
ăn thật ngon, ngủ thật nhiều. Lá thư thứ ba là: có lẽ khi dòng tin này đến tay anh, em cũng không còn cơ hội đến chương trình để bày tỏ tình cảm với anh nữa. Phải chi em can đảm hơn một chút, vững vàng hơn một chút, thì những lời này không chỉ là tin nhắn mà sẽ thực sự được trực tiếp nói với anh. Thì ra thích một người là cảm giác như vậy. Dù anh làm gì, từ tận đáy lòng em tin tưởng vào sự lựa chọn của anh. Dù thế nào, anh cũng hãy là anh nhé. Hãy tin tưởng bản thân mình và phải hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc thì em sẽ rất là vui rồi. Đây, bây giờ anh giữ đi. Để em nhờ chương trình chiếu lên nhé. Chào anh, người em chưa từng được gửi một lời chào chính thức. Đã một năm rồi kể từ ngày em lạc vào ánh mắt ấy, rồi trái tim cũng lạc nhịp theo. Thì ra thích một người là cảm giác như vậy. Có lẽ khi những dòng này đến tay anh, em cũng không còn cơ hội đến chương trình để bày tỏ. Anh nhìn vào những cái dấu sao ấy. À, dấu sao hả? Ừ. Em thích anh thật lòng, thích rất nhiều. Thì không? Lỡ yêu mất rồi, giờ thì mình lỡ thương mất rồi. Bỗng sao thấy vui, nụ cười lại nở trên khóe môi. Sống chung tay xa, chuyện tình mình lỡ mai có xa. Đó cũng là tâm tư mà em muốn gửi tới anh. Thì khi mà em tìm hiểu về anh, em thích anh vì anh là chính anh. Em thích con người của anh, chứ không phải là thích anh qua những bộ phim, thích anh qua nhân vật này, nhân vật kia. Mà em thích anh là chính anh. Được bên anh, yêu anh em chẳng cần gì hơn. Như em đã nói thì em không phải là fan của anh. Em không có theo dõi tất cả phim của anh hay là những bài hát mà anh hát. Mà sau khi em thích anh rồi em mới tìm hiểu anh. Nên em đã cố gắng để tìm hiểu thật kỹ về anh. Thì đây, bây giờ anh sang đây, em có... Đây, đây là tấm hình anh nhận ra mà đúng không? Ừ. Nhớ không? Nhớ, đây là bộ phim anh đóng. Đúng rồi, đây là bộ phim anh đóng đầu tiên luôn á. Ừ. Thì hồi xưa em có xem rất nhiều bộ phim của anh rồi. Nhưng mà em không nhận ra là anh luôn. Đến khi mà em tìm hiểu lại anh á thì em mới biết là anh. Đây, tấm hình thứ hai này thì là bài MV hát bài hát của anh, MV ra ca nhạc đầu tiên của anh đúng không? Ừ. Em cũng như em đã nói là em là một người hay hát. Và thật may thì người mà em thích thì cũng là một người hay hát và hát rất hay. Còn đây thì là tấm hình phim điện ảnh đầu tiên của anh. Khi mà em tìm hiểu anh ấy thì phim hết chiếu ở rạp rồi. Nên em xem lại phim này qua Netflix. Em thấy được sự nỗ lực của anh qua phim này. Còn đây, anh có nhớ không? Nhớ, đây là lúc anh nhận giải phim Bằng Chứng Vô Hình. Em chưa từng được nhận giải thưởng nào lớn như vậy. Anh nhìn cách anh tạo dáng á, rất là dễ thương. Tạo dáng kiểu thời xưa, lúc nào anh cũng hay có kiểu này nè. Tại vì đây là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của anh á. Cho nên anh thấy rất là vui và hạnh phúc. Cảm giác nhận được giải thưởng lớn như vậy thế nào anh? Rất là ngầu á. Ngầu hả? Cảm giác như mình cầm một cái gì đó mà đứng trên sân khấu lớn như vậy nữa. Mình ngầu lắm. Rồi mình làm cho những người yêu thương mình, fan của mình, rồi ba mẹ mình, những người dành tình cảm cho mình hãnh diện á. Anh thích cái cảm giác đó lắm. Em thì hôm nay em cũng rất là tham vọng, cũng muốn có một giải thưởng. Và giải thưởng mà em muốn thì đó là anh. Bây giờ thôi, quay lại đây ngồi. À, em có biết là anh vẽ rất giỏi. Anh có thể vẽ tặng em một bức không? Có giấy không? Dạ đây, em chuẩn bị hết rồi. Thiệt luôn hả?
Chết rồi. Anh vẽ không giỏi đâu, tại vì hên xui nữa. Anh thử vẽ thử nha. Chết rồi, run quá, run quá. Không biết có vẽ được không đây. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Okay, nhưng mà em đừng có chê nha. Anh sợ quá à. Em thấy đẹp mà. Ok, anh vẽ tượng trưng thôi, anh cũng không... Anh tặng em, nhưng mà anh rất là ngại luôn. Không sao, em thấy vẫn đẹp anh ạ. Thì anh tặng em á. Anh còn muốn thấy anh trong mắt em là người thế nào? Anh trong mắt em là người thế nào? Anh nhìn vào mắt em nhé. Anh thấy chưa? Có thấy anh không? Em có thấy anh không? Em chắc chắn là thấy anh rồi. Nhưng mà anh có thấy anh không? Anh có thấy anh, anh có thấy anh ở trong mắt em. Thì đó là em muốn nói với anh là chỉ khi mà anh xuất hiện thì hình bóng anh luôn ở trong mắt em. Cái này em sẽ mang về nhà. Ngày hôm nay em đến đây, em đã lấy hết can đảm để đứng trước mặt anh ngay bây giờ để nói cho anh biết là mình thích anh như thế nào. Mặc dù em không thể như những người khác có thể là tìm hiểu anh 5 năm, 6 năm hay là 10 năm gì cả, mà em chỉ là thích anh từ ánh nhìn đầu tiên, rồi bắt đầu thích anh và tìm hiểu anh. Nên là em hy vọng là sau ngày hôm nay mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp để tạo ra một mối tình đầu thật có ý nghĩa. Em còn một món quà nữa dành cho anh, thì anh ở trong này nhá. Hoàn mỹ.
cho anh mơ mộng nhiều. Bàn tay ấy đã nói thay bao điều để anh cảm nhận được rằng em chính là người anh đang tìm kiếm. Em là ai? Hello Tiếp, anh với em đi nè. Được biết thì hôm nay là tập cuối cùng mà em ngồi chương trình rồi. Thì trước giờ anh em mình cũng chơi với nhau rất là lâu rồi. Cảm nhận của anh thì em là một con người rất là hòa đồng, rất là dễ thương, rất là vui tính rồi rất là kiểu quan tâm mọi người á. Mà lâu lắm rồi anh nhớ là em cũng cô đơn lâu lắm rồi Otis. Cho nên là hôm nay anh muốn coi clip này nè. Đây là tập cuối cùng rồi, anh chỉ mong là em hãy mở lòng mình ra, em hãy đón nhận những cái tình cảm với là thử yêu theo cái cảm xúc của mình đi em. Mình hãy thoải mái đi. Nói chung là đây là tập cuối cùng rồi cho nên em có gì cứ bùng xóa đi em, thoải mái lên. Có gì thì cuộc sống mà mình còn tuổi trẻ nên mình cứ trải nghiệm đi nha em. Một tít nha. I love you. Hello Otis. Otis thì chắc là phải nói Otis nó bị tẻ tẻ đó mọi người. Anh thì là một người mà kiểu quen Otis từ rất là lâu rồi, từ ngày xưa nó quay phim cùng, quay game show cùng đúng không? Từ Tỏ Tình Hoàn Mỹ cho đến Lớp Vòng Hoàn Mỹ nữa thì anh thấy Otis rất là tình cảm, một con người sống nhìn khá là nội tâm đúng không? Ở ngoài vui nhưng mà ở trong rất là mặn lắm. Otis rất là mặn anh, nhưng mà thật ra là cũng có cái nỗi buồn giấu ở bên trong. Chắc là tại chưa tìm được người yêu. Nên là anh thấy là ngồi chương trình cũng khá là lâu rồi đấy. Thì mong là Otis lần này sẽ tìm được một cô gái. Và nếu mà cảm thấy có cơ hội thì hãy nắm bắt ngay như anh nè. Nhá. Em nói gì không? Chúc bạn thành công. Yeah. Otis cố lên. Hello Otis ơi, là anh Ngân đây. Hiện tại thì anh đang ở bên Nhật. Và cái clip này là để dành bất ngờ cho em. Khi mà em đã ngồi số cuối cùng của Tỏ Tình Hoàn Mỹ rồi thì không có gì hơn là hy vọng là nếu như mà không có tìm được tình yêu của mình ở chương trình thì chúc em sẽ sớm tìm được người yêu thương mình ở bên ngoài nha. Otis ơi, bye bye. Hey, what's up Otis? Anh có đi nè. Thì gần đây anh em cũng đã ngồi với nhau lai rai nè, nói chuyện tâm sự cái kiểu trên trời dưới biển thì anh nghĩ giờ hiện tại ít nhiều gì thì anh cũng nhận ra được điều là Otis đã trưởng thành hơn nè, chín chắn hơn ngày xưa rất là nhiều ạ. Cho nên là anh nghĩ là Otis chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình thôi. Và đặc biệt là anh mong Otis có thể thoải mái, có thể dễ dàng mở lòng với chính bản thân mình hơn. Để biết đâu sẽ có một cô gái phù hợp lên, rồi hai người hợp qua hợp lại, hợp cả cái biết đâu về, rồi cái biết đâu hạnh phúc thì sao đúng không? Dạ, anh chỉ mong như thế thôi. Còn lại thì chúc Otis sẽ sớm thoát ế nha. See ya. Mà em đã đến rồi thì có lẽ bạn nữ đó cũng sẽ đến. Nhưng mà cho dù như thế nào nữa thì em nghĩ đây cũng sẽ là lần cuối. Vậy là đây là những giây phút cuối cùng chúng ta được ở bên Otis sao? Lần sau mà quay lại chương trình là lâu đài này vắng bóng một người. Cô Otis ở đây chắc buồn lắm, sẽ không ai sức dầu xanh cho mọi người khi trái gió trở trời nữa.
Trước khi mời anh Otis ra để trả lời câu hỏi quan trọng nhất thì em có món quà gửi tới các anh chị là những bông hoa mà đang đính ở trên ngực các anh chị ạ. Thì khi mà em tặng món quà này cho các anh chị thì em rất là cảm ơn mọi người vì hôm nay em được đứng ở đây, được tỏ tình với người mình thích, được chia sẻ lắng nghe những tâm sự của các anh chị. Và em mong rằng sau này, ngay bây giờ hay là sau này thì các anh chị sẽ luôn tìm được hạnh phúc của mình. Chắc hẳn như các chị thì sẽ, em chúc các anh chị sẽ tìm được một chàng trai của đời mình. Chúc cho các anh tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình. Và em biết là chị Trinh sắp kết hôn ạ. Ôi, em rất là hâm mộ cái tình yêu của anh chị. Em mong là sau này em sẽ có một tình yêu đẹp như anh chị. Em chúc chị sẽ là một cô dâu hạnh phúc nhất. Sau đây em xin mời anh Otis ra ngoài này ạ. Dì ơi, giải ơi. Em đến đây thì em đã lấy hết can đảm để có thể nói hết tâm tư của mình cho anh. Mặc dù em là người khá nhút nhát, cũng có thể lời nói của em không được trăng hoa hay mỹ miều gì, nhưng mà em rất là vui khi mà được nói hết những lời này cho anh biết. Để mặc dù kết quả có như thế nào thì anh cũng đã biết được tấm lòng của em dành cho anh là thật. Từ lúc gặp em cho tới lúc em chia sẻ về những câu chuyện anh là mối tình đầu của em, rồi biết anh cũng chưa từng quen ai hết, chưa từng hẹn hò ai hết, anh cũng rất là lo lắng và không biết là liệu mình sẽ cư xử như thế nào ở trong cái mối quan hệ này, và chắc là trách nhiệm của mình phải cao lắm. Nhưng mà khoan, trước khi mà anh trả lời câu hỏi của em á, thì em có một món quà dành tặng anh. Bởi vì em sợ là khi ông nghe câu trả lời của anh rồi thì em sẽ không thể sửa soạn một cách nó tốt nhất để tặng anh món quà này. Nên là mời anh về chỗ. Anh về chỗ hả? Ok. Đây, chỗ của anh ở đây. Về bọn em đi nào. Về bọn em đi anh. Em bật đèn cho tôi nha. Hôm nay em có mang tới cho anh một món quà. Đây là lần đầu tiên mà em đứng trên một sân khấu lớn như vậy. Và trước rất là đông người. Nhưng em sẽ dành bài hát này là bài hát đầu tiên để tặng cho anh. Quen đấy nhờ, bài gì nhờ? Tình yêu đôi lúc không cùng cảm giác yêu thương từ hai người. Wow. Dù cho hạnh phúc anh chẳng là ai, không phải em. Chỉ cần anh nói anh buồn, em sẽ đến bên anh để nghe tâm sự của anh. Dù cho con tim này vỡ nát, dù một lần đã cố nói với em là tình yêu anh đã chọn thật nhiều nỗi đau. Hay. Rằng lòng mình chỉ biết nói với anh lời quan tâm của một người bạn thân.
cô nói với em là tình yêu anh đã chọn thật nhiều nỗi đau, rằng lòng mình chỉ biết nói với anh lời quan tâm của một người bạn thân. Nghe bài này tự nhiên cảm xúc quá. Vẫn cứ lắng nghe con tim anh như thế nào, người mình yêu không vui phải làm sao, cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày. Anh có hay đối với em khi đưa ra hai con đường, bỏ mặc anh hay em sẽ bên anh, dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau. Em cũng đã biết được nhiều điều khi yêu người ta thường hy sinh tất cả cho người mình yêu. Em không thể không quan tâm anh hay. Vẫn cứ lắng nghe con tim anh như thế nào, người mình yêu không vui phải làm sao, cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày. Anh có hay đối với em khi đôi ta hai con đường, bỏ mặc anh hay em sẽ bên anh, dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau. Quá hay luôn á. Em thấy rất là hay luôn. Bài này cũng rất là thích nữa. Bài này tên là Chỉ Cần Em Hạnh Phúc đúng không? Anh cảm ơn em nhiều nha. Hôm nay em đến đây được đứng trước mặt anh như thế này cũng là một niềm hạnh phúc với em rồi. Cho dù kết quả hôm nay có như thế nào thì anh cũng đừng lo em buồn. Bởi vì nếu em có buồn thì anh cũng sẽ là nỗi buồn đẹp nhất của em. Bây thì người trên trái đất cơ sao vô tình ta xinh đẹp quá. Tuy là em chưa yêu ai nhưng em sẽ cố gắng để có thể làm một người bạn gái tốt nhất của anh. Lâu rồi cũng chưa có ai nấu cho anh ăn hết. Anh nghĩ sao khi mà em nấu cho anh ăn? Anh sẽ chịu. Có một bạn nữ viết thư cho anh. Đến giờ phút này thì anh vẫn mong đó là em. Vì khi mà anh đọc cái tin nhắn đó anh cảm thấy rất là xúc động. Và anh đã rất mong chờ qua từng số luôn. Nếu như không phải em thì còn ai khác nữa. Là em đây. Em hả? Anh vẫn cảm thấy rất là khó tin với anh. Nhưng mà nếu như đó là điều thật sự thì anh cảm giác rất may mắn. Nhưng hạnh phúc đó sẽ trọn vẹn hơn nếu như chàng trai hôm nay là về cùng em. Anh xin trả lời ha. Hôm nay em đứng ở nơi đây là niềm hạnh phúc của em. Hôm nay em đứng nơi đây đó cũng là niềm hạnh phúc của anh. Hồi nãy định nói á là giống như anh là mối tình đầu của em. Em chưa từng quen ai hết và anh sẽ phải áp lực và anh sẽ phải có rất là nhiều trách nhiệm đối với em. Nhưng mà anh muốn ra về cùng em. Nhưng mà anh muốn ra về cùng em. Nhưng mà anh muốn ra về cùng em. Em là ánh dương của mặt trời. Như là ánh trăng treo đầu non. Là ánh sáng của cuộc đời khi bình minh lên. Anh là trái đất xoay quanh người. Qua hàng đó là tự nhiên hồi nãy anh định nói. Và anh thật ra anh rất là xúc động và anh không muốn khóc ở đây.
vì anh muốn anh là một người bản lĩnh, là một người đàn ông. Trước mặt một cô gái 21 tuổi chưa từng yêu ai hết, và em nói là em sẽ về nhà, em sẽ làm mọi thứ, làm việc nhà rồi những công việc này kia nọ, nhưng mà anh không muốn vậy. Anh muốn anh sẽ làm cùng em. Mặc dù á, thiệt sự cuộc sống của anh á, nhìn vậy thôi chứ nó cũng còn khó khăn nhiều thứ lắm. Hy vọng em không có chê anh nha. Mình cùng cố gắng nha. Không còn bên nhau, yêu thương như bây giờ. Nhưng ai biết chuyện mai sau, sau có như thế nào? Hãy cùng giải quyết mau, bởi vì anh không muốn đôi mình phải xa nhau. Chúc mừng Otis. Chúc mừng em Thảo Trang. Mọi người ơi, mình không phải đang có một cái đám cưới, mà là mình đang có một buổi kết duyên thành công. Otis đã ngồi chờ rất là lâu. Không biết có phải là giờ Thảo Trang không, nhưng mà bạn ấy đã 5 lần 7 lượt bảo rằng là mình sẽ từ bỏ chiếc ghế này. Vì dường như là tình yêu không có mỉm cười với Otis, dù bạn ấy rất là lạc quan. Nhưng mà cuối cùng bạn ấy chờ chủ nhân của lá thư rất dài, hay là bạn ấy chờ tấm chân tình thực sự được chứng minh. Có thể em có rất nhiều ưu điểm, là xinh đẹp rực rỡ, là người chưa bao giờ có trải nghiệm về tình yêu, là người nấu ăn giỏi, chăm sóc vuông vén tốt. Nhưng chị tin là cái bông hoa mà em làm và dặn chị rằng nếu như mà Otis đồng ý thì hãy cài lên ngực áo của anh ấy á, cũng tượng trưng cho tình cảm của Otis ngày hôm nay. Anh ấy lựa chọn không phải là những ưu điểm mà các bạn khác đều thấy đâu, mà Otis có một bông hoa nở ra từ trái tim mà chỉ có anh ấy biết. Đó là lý do nên Otis hay gọi đùa chị là dì Út, tại vì cùng tuổi với lại dì của Otis ở nhà. Nên xin phép bé Tuấn Otis là dì Út sẽ cài cái này lên ngực áo để chúc mừng cho Otis, là Otis tìm được một người nhân vật chính mà bạn đã chờ đợi trong suốt thời gian vừa qua. Ai đoán được cuộc sống sẽ như thế nào, nhưng ở trong khoảnh khắc của vũ trụ riêng của tỏ tình hoàn mỹ, cô ấy là cô gái duy nhất mà Otis đã chọn trong suốt hành trình nhiều năm qua cùng với chương trình. Vì vậy, hãy tung hoa vì Otis và Thảo Trang. Tung hoa. Nhưng tự chụp luôn. Em có một vài điều nói với chương trình được không? Tất nhiên rồi. Mặc dù biết cũng là khuya lắm rồi, cũng nhưng mà em vẫn cũng muốn dành một vài lời để gửi đến chương trình. Thiệt sự sợ nói là khóc, nhưng mà thôi sẽ ráng không khóc. Em từ những ngày đầu tiên qua chương trình cho đến bây giờ, cảm giác khi nhắc đến chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, em Otis rất là tự hào khoe với mọi người rằng là tôi đang tham gia chương trình này. Tôi hãnh diện vì nó, và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các anh chị ekip từ những ngày đầu tiên quay tới giờ đã rất là ân cần với em, đã rất là chăm sóc em, đã rất là chu đáo với em, đã rất là quan tâm em. Em rất là cảm ơn mọi người, mà cảm giác như nó là một cái trong cuộc sống của em vậy đó. Em không biết dùng từ nào để có thể diễn tả hết cảm xúc của mình bây giờ. Đây cũng là số cuối em ở lại chương trình, và hy vọng rằng là tất cả mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn chương trình, nhờ chương trình mà em có thêm được những người bạn, những người anh em. Và dì Út. Ok bé Tuấn, bé hạnh phúc nghe chưa? Dạ. Phải chăm sóc cho bé Thảo Trang nghe chưa? Dạ. Ok. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Dạ, em về với lại Thảo Trang đây ạ. Rồi, ghế Otis xin phép được tắt từ đây.
Bye bye Otis. Anh cảm ơn em nha. Thế là đi lên rồi. Chúc em hạnh phúc nha. Ok. Cũng cảm ơn cô đi Thanh Niên Phú Thịnh, anh Ngân và Minty, Hanny và Minty và Hanny, và em cảm ơn lời cổ vũ động viên của mọi người rất là nhiều, và hy vọng rằng là sau chương trình và chúng ta sẽ có một cuộc hẹn và đi nhậu với nhau buổi sáng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng Otis và tạo ra cặp đôi mới của Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Hạnh phúc nha. Bye. Cho thế giới thôi xoay, ta vẫn như gió với mây, chẳng có điều gì làm chia đôi chúng ta. Dẫu cho thế giới thôi xoay, bên nhau đến hết kiếp này, từ nay về sau mình là của nhau. Dẫu cho thế giới thôi xoay, ta vẫn như gió. Wow, mọi người ơi, tụi mình ổn nha. Tuy tụi mình khóc nhẹ nhưng mọi mình ổn. Chỉ là cái ghế đó về sau sẽ không có ai tên Otis ngồi để mà chọc Đức Anh hay là bay trên bong bóng hay là tương tác với mọi người, và cũng sẽ không còn ai gọi mình là dấu ở trên sân khấu này. Nhưng mà tất nhiên mọi chuyện ở ngoài sân khấu thì vẫn diễn ra bình thường, và những câu chuyện đẹp ở trên sân khấu vẫn sẽ như thế mà tiếp diễn như bó hoa này. Tuy bó hoa này là nó không có tàn đâu, nhưng mà cái điều quan trọng nó làm tấm chân tình, hoa giả hay hoa thật cũng vậy, là do người đã làm ra bằng cả trái tim của mình. Và chúng tôi đều tin là tất cả quý vị khán giả có ý kiến này, ý kiến kia, nhưng thật sự đều mong cho những nhân vật trong chương trình ngày hôm nay được hạnh phúc, cũng như các chàng trai và cô gái ở đây. Và Otis ngày hôm nay đã chọn Thảo Trang trong những phút rất lưỡng lự. Chúng ta cũng không biết sẽ như thế nào, nhưng những người anh em á đều luôn có mặt. Vũ trụ của Tỏ Tình Hoàn Mỹ vẫn luôn mở cửa, và họ vẫn ở đây với chúng ta như là những người bạn, chỉ là cánh cửa này đã tạm dừng sự có mặt của họ mà thôi. Chúc cho tất cả mọi người ở đây, có thể số sau, có thể là các cô gái, có thể là những chàng trai, sẽ tìm được cuộc tình đẹp như vậy. Cảm ơn các bạn về những giọt nước mắt và nụ cười hôm nay của Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Đừng quên đón xem tập tiếp theo hấp dẫn không kém nha. Chương trình với sự đồng hành của Wow J. Đây là ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích cho người dùng có thể tạo một buổi gặp gỡ và hẹn hò nhau ngoài đời thực với trăm ngôn, trăm ngàn lời chat không bằng một lát bên nhau. Quý vị có thể thử trải nghiệm bằng cách là chúng ta sử dụng trên nền tảng iOS hoặc Android đều được ạ. Xin chào. Bye bye. Chúc mừng Otis. Bây giờ chị sẽ tung hoa ở dưới, ai chụp được là người tiếp theo sẽ đi về nhá. Rồi ok, giống như đám cưới vậy đó. Tung đi chị ơi. Thị nha. Ok chưa? Sẵn sàng chưa? Ok. Sao? Chuẩn bị nha, đám cưới thì cẩn thận nha. Ok. Hạnh phúc từ Otis sẽ thuộc về ai? Hạnh phúc từ Otis sẽ thuộc về ai? Vừa mới lên đây rồi, vừa mới lên đây rồi. Vậy là em sắp tới là em đó. Cảm ơn mọi người. Em biến đi nha. Cố lên nha, cố lên nha. Xin vía của anh Otis. Xin vía của Otis. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Hôm nay các anh em mình đón chào thêm hai người bạn mới, xin được giới thiệu Trung Huy. Dạ. Và Nguyên Trực. Cả hai anh chàng đều đeo mắt kiếng nhưng mà hai phong cách khác nhau. Đố các bạn, khác ở đây là điểm nào? Đây là good boy. Anh Huy thì hơi bad boy. Không, em nhỏ nhỏ, anh lên anh tìm người yêu, em nói bad boy rồi anh dám yêu thôi. Nhiều. Và bây giờ xin được chào đón nhân vật nam chính, Thất Thiện.